quá. Dù sao cũng là mẹ mình nhưng mà nhân vật mẹ cứ xử tệ quá tệ. Sao mà có thể vượt qua được? Tiền đâu ra cho hoài mà có nuôi đâu. Trời ơi, anh hai nuôi từ năm 16 tuổi. Tớ không biết nữa nha, tớ cảm quan, tớ cảm xúc. Nhạc hay á, nhạc piano hay nè. Tôi không biết là bạn đang đồng nghiệp. Không sợ bị trời phạt hả? Ui. Cũng là không phải là người bạn thân nè. Cũng đúng rồi. Rồi. Người như cô làm gì biết sợ. Biết sợ thì đã không có đi giật chồng người khác. Ây da. Giận rồi. Nếu không biết chuyện gì. Nói nữa. Nhưng mà tớ nghĩ là nhân vật này là nhân vật chính, hiền hậu. Chứ không phải làm gì xấu đâu. Hoặc là chẳng may đâu. Hoặc là hiểu lầm đấy. Rồi không để yên làm gì tôi? Hả? Tôi không có chồng để cho cô quyến rũ đâu nha. Cô bằng có tiếng tin rồi. Tôi sẽ nhấn đầu cô vô vòng cầu không? Cây táo nở hoa, phim truyền hình Việt hot nhất 2021 trên Vion và còn có cơ hội nhận được hàng trong quà tặng mê ly. Phiếu mua hàng siêu thị mã code Vion VIP, xem thêm chi tiết về thể lệ trên fanpage Vion, tải app xem ngay.